nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong lĩnh vực sản nhi cho người dân tại các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 9, Trung tâm Sản nhi tỉnh Phú Thọ chính thức trở thành bệnh viện sản nhi với quy mô gần 1.000 giường. Bệnh viện Sản nhi Phú Thọ có quy mô 560 giường bệnh, trong đó có 110 giường bệnh điều trị nội trú và có từ 2 đến 3 phòng khám ngoại trú dành cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Sau năm 2025, bệnh viện có quy mô từ 800 đến 1.000 giường bệnh. Bệnh viện có chức năng cấp cứu, khám chữa bệnh chuyên khoa về lĩnh vực sản nhi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực sản khoa, nhi khoa. Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân thì Trung tâm Y tế Sản nhi trước đây và nay là Bệnh viện Đa khoa Bệnh viện Sản nhi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận về lĩnh vực sản khoa và nhi khoa, với cái nỗ lực là sẽ cố gắng mang những cái dịch vụ kỹ thuật mới tốt nhất, chất lượng cao để phục vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và giảm tải y tế tuyến trung ương. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến cho nhiều chương trình hiến máu bị hủy bỏ. Nhiều người dân e ngại đi hiến máu vì lo sợ lây nhiễm. Các bệnh viện, nhất là bệnh viện địa phương, hiện rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng do nguồn cung từ các tuyến đã không còn. Trung bình một tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cần khoảng 2.000 đơn vị máu cho việc điều trị cũng như cấp cứu. Tuy nhiên hiện tại, tổng tất cả các nhóm máu chỉ còn vẻn vẹn chưa đầy 500 đơn vị đủ dùng để điều trị cho các bệnh nhân trong khoảng một tuần nữa. Hiện nhóm máu O và nhóm máu A đang thiếu trầm trọng. Trước mắt, những bệnh nhân vào viện trong tình trạng cấp cứu sẽ được ưu tiên trước. Với cái lượng máu ở trong kho có hạn chế như vậy thì chúng tôi thì ưu tiên những bệnh nhân vào viện trong tình trạng cấp cứu trước. Song song với đó thì chúng tôi cũng hạn chế cái phát máu cho người bệnh, những trường hợp mà là không quá thiếu máu. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng vận động người nhà của các bệnh nhân tham gia hiến máu để có đủ nguồn máu để phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Cũng theo bác sĩ Ánh, năm nào cũng vậy, dịp Tết hay dịp hè là thời điểm lượng máu luôn rơi vào tình trạng khan hiếm. Tuy nhiên năm nay, do diễn biến của dịch COVID-19 đang phức tạp nên nhiều người dân e ngại đến bệnh viện để hiến máu, khiến tình trạng này càng trầm trọng hơn. Nhiều tháng nay, các bác sĩ thường xuyên kêu gọi nguồn hiến từ người nhà bệnh nhân. Thế nhưng thực tế, việc này chỉ mang tính cầm cự, bởi phải sau 3 tháng, một người mới có thể hiến máu nhắc lại, trong khi hàng tuần, hàng tháng, các bệnh nhân mãn tính đều cần truyền máu. Năm nay thì cái dịp hè để trùng với cái dịch COVID lần 2 nên cái tình trạng khan hiếm máu ngày tăng, do là các đơn vị có cái lịch hiến máu trước. Tuy nhiên thì là do tâm lý là e ngại cái dịch bùng phát nên các đơn vị đã hạn chế cái vấn đề là tổ chức, nên lượng máu của trung tâm tiếp nhận thì rất chi là hạn chế. Tôi cũng thường xuyên là đến hiến máu định kỳ, nhưng mà tôi cũng nghe thấy là nói là bệnh viện đang thiếu máu, nên là tôi cùng với người thân đến để hiến máu cho bệnh viện để giúp cho đỡ cho các bệnh nhân khác. Trước là chị cũng đã đi hiến máu đúng mùa dịch lần trước ấy, tại vì nghĩ rằng mọi người vẫn thiếu máu, chứ không phải mùa dịch, mọi người vẫn thiếu máu. Và đến định kỳ chị vẫn đi, chị thấy rất là yên tâm, vì bệnh viện làm sàng lọc như vậy thì mình yên tâm, và mình thấy bản thân mình cũng rất là khỏe, nên là không có vấn đề gì. Bệnh viện chúng tôi thì đã có những cái phương án để dự phòng cái COVID, đặc biệt là với các tình nguyện viên hay là những người nhà trước khi vào bệnh viện được đo thân nhiệt. Song song đó thì vào tới trung tâm thì chúng tôi hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang và tiến hành sàng lọc những bệnh lý truyền nhiễm và đặc biệt là COVID. Bộ Y tế vừa xây dựng hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày. Đáng chú ý, chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày không phải cách ly 14 ngày, song phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống COVID-19. Theo đó, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày gồm nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước. Khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Những người tiếp xúc với chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam. Bộ Y tế khuyến cáo các bộ ngành địa phương cân nhắc nhu cầu mời chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ vào Việt Nam làm việc ngắn ngày.
Họ không phải cách ly tập trung 14 ngày, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn và không để lây nhiễm chéo, không lây nhiễm ra cộng đồng. Những người tiếp xúc với các nhóm người này phải tự theo dõi sức khỏe. Khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau rát họng hoặc khó thở thì thông báo cho cơ quan quản lý và y tế địa phương. Người nhập cảnh thuộc nhóm này phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan tổ chức mời cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp mắc COVID-19. Họ phải nhập cảnh trước thời gian làm việc dự kiến một ngày để thực hiện các quy định liên quan đến giám sát y tế. Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện đưa đón, xét nghiệm do đơn vị tổ chức mời chuyên gia chi trả. Người nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ được miễn phí. Thưa quý vị, vào chiều ngày 1 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Y tế, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội để cùng nghe góp ý phương án khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam với các nước và vùng đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19. Trên báo Tiền Phong có bài viết phản ánh về việc này. Bài viết với nhan đề: Nối lại đường bay quốc tế còn nhiều vấn đề phải xử lý. Theo phương án của Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, trước mắt chỉ mở lại đường bay thương mại thường lệ giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Quảng Châu, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia và Lào. Mỗi đường bay khai thác tần suất một chuyến bay một tuần cho mỗi bên và tổng là hai chuyến bay khứ hồi mỗi tuần một đường bay. Tại cuộc họp trên, đại diện các bộ đã đưa ra ý kiến để Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thống nhất phương án trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 quyết định và dự kiến là vào thứ năm tuần này. Theo thông tin của phóng viên, tại cuộc họp vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị toàn bộ hành khách nhập cảnh phải cách ly tập trung 14 ngày, tương tự như khách nhập cảnh trên các chuyến bay riêng lẻ đón công dân và chuyên gia hiện nay. Sau đó phải đánh giá năng lực các khu cách ly hiện có để đảm bảo điều kiện cách ly tập trung toàn bộ hành khách. Trong 14 ngày, tức là 2 tuần, các khu cách ly của Bộ Quốc phòng sẽ phải đảm bảo được hơn 10.400 chỗ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hiện tại các khu cách ly chỉ đảm bảo được một phần. Thủ tướng đã cho phép mở rộng các khu cách ly có thu phí như khách sạn, nhà nghỉ. Các địa phương phải rà soát, nếu đưa vào làm khu cách ly, phải đảm bảo điều kiện về hạ tầng quản lý và quy trình phục vụ. Chỉ khi đủ số lượng chỗ cách ly, các cơ quan chức năng mới có thể đồng ý cho nối lại các đường bay thương mại quốc tế. Về phía khách nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị trước mắt chưa thay đổi điều kiện nhập cảnh như đang áp dụng và sau đó mới mở rộng dần. Thưa quý vị, hôm qua là ngày rằm tháng 7 Vu Lan và không khó để chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh đó là đốt vàng mã ở khắp mọi nơi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi không đốt vàng mã vì những người coi âm không nhận được mà còn gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, hỏa hoạn và sự khó chịu cho những người xung quanh. Đây là nội dung đáng chú ý được bài viết Tiền tỷ thành tro bao giờ mới dứt đăng tải trên báo điện tử Thanh Niên. Trái ngược với lời kêu gọi từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong một đô thị hiện đại như ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người dân vẫn thản nhiên đốt vàng mã ngay tại hành lang chung cư, để rồi hàng xóm một phen hoảng loạn bởi tiếng còi hú cứu hỏa. Thực tế là nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của cũng từ sự bất cẩn trong lúc đốt vàng mã mà ra. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã có những bạn trẻ rất bản lĩnh khi không ngại tranh luận, phân tích về những hủ tục đốt vàng mã. Điều đáng mừng là phần lớn người trẻ đã nhận thức được bản chất của hủ tục đốt vàng mã để chọn thái độ ứng xử và hành động phù hợp. Theo đó, thay vì bỏ tiền triệu để rồi nhận lại những bụi bặm và hơi nóng, nhiều bạn trẻ quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như người bán vé số, đạp xích lô hay là bán hàng rong. Để xóa bỏ một hủ tục kéo dài qua nhiều thế hệ là điều không dễ dàng, nhưng với sự chung tay của người trẻ thì tác giả bài viết tin rằng trong tương lai gần, việc đốt vàng mã sẽ từng bước bị bài trừ. Đề xuất cộng điểm vào bằng lái nếu không vi phạm giao thông. Chính phủ đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không vi phạm giao thông sẽ được cộng hoặc khôi phục lại điểm. Vào ngày 2 tháng 9, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đây là nội dung được Chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết 123 sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật vào cuối tháng 8. Chính phủ thống nhất bổ sung vào nghị quyết nếu trong một năm tài xế bị trừ hết 12 điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe. Nếu không bị trừ hết điểm thì cơ quan chức năng phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp, hoặc trong một năm mà tài xế không vi phạm thì phải được cộng điểm hoặc khôi phục điểm. Việc này nhằm khuyến khích tài xế chấp hành tốt quy định của luật giao thông và đảm bảo cho việc công bằng thưởng phạt phân minh. Chính phủ cũng khẳng định việc cộng trừ điểm trong giấy phép lái xe chỉ là một biện pháp quản lý chứ không phải là một hình thức xử phạt hành chính. Thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện sẽ được quy định cụ thể theo hướng đảm bảo sự đơn giản, hợp lý và tránh phiền hà cho người dân. Bộ Công an được giao tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật này cũng được tách ra từ luật giao thông đường bộ, quy định các vấn đề về quy tắc giao thông, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đăng ký và cấp thu hồi biển số xe cơ giới, tổ chức an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ, giải quyết ùn tắc tai nạn giao thông,
những biện pháp thực thi pháp luật trong việc phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 9, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, nhiều câu hỏi đã được đặt ra với lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội về vụ ngộ độc hàng loạt do pate Minh Chay gây ra. Đây là nội dung được bài báo vụ ngộ độc hàng loạt vì pate Minh Chay, các cơ sở đá trách nhiệm đăng tải trên báo điện tử Tuổi Trẻ. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, cách đây 3 ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo 3 sở, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Công Thương kiểm tra, báo cáo. Bà Lan cho biết, sau khi xảy ra ngộ độc với người tiêu dùng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến kiểm tra, làm việc với công ty, lấy 11 mẫu để xét nghiệm, nên vụ việc này không thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương. Nhưng khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo sở này lại cho biết có tham gia đoàn nhưng đầu mối thông tin là bên Sở Y tế chủ trì. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xác nhận lực lượng chức năng của sở đã cùng Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra cơ sở sản xuất pate Minh Chay. Sở Y tế là đơn vị đầu mối đánh giá phân tích sau khi kiểm tra. Ông Mỹ nói và đề nghị phóng viên liên hệ với Sở Y tế Hà Nội để lấy thông tin. Trước đó, vào ngày 1 tháng 9, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, chiều ngày 31 tháng 8, sở này đã có công văn yêu cầu các tỉnh thành trên cả nước và Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn. Nhưng dường như những văn bản kiểu như thế này chỉ mang tính chữa cháy. Vứt pate Minh Chay sẽ gây nguy hại cho môi trường và cho cộng đồng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hào, trưởng khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc người lớn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, ngày 27 tháng 7, đơn vị này đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân từ tỉnh Long An trong tình trạng là sụp mi mắt, liệt cơ hô hấp, cơ chân tay. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh lý liên quan đến thần kinh. Tuy nhiên thì đến ngày hôm sau, em gái của bệnh nhân tiếp tục nhập viện với những biểu hiện bệnh tương tự. Khai thác thông tin cho thấy hai người này đã sử dụng chung sản phẩm pate Minh Chay. Cũng theo bác sĩ Hào, độc tố Clostridium botulinum khi đi vào cơ thể người sẽ tác động đến hệ thống thần kinh ngoại biên, làm liệt cơ đối xứng hai bên như cơ mí mắt, khiến cho người bệnh bị sụp mí mắt, nói khó, nuốt khó, liệt đến tay, cơ hô hấp và chân. Bác sĩ cảnh báo, ngộ độc thực phẩm do Clostridium botulinum không gây sốt, rối loạn tiêu hóa như các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm thông thường, nên người dân và y tế không dễ dàng xác định được nguyên nhân gây bệnh. Độc tố vi trùng có trong thức ăn, khi mình ăn thì nó sẽ đi theo máu rồi tác động lên hệ thần kinh. Và chủ yếu là những chấn động thần kinh ngoại biên làm liệt cơ, chủ yếu là liệt cơ thần kinh đối xứng hai bên. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết, cho đến chiều 1 tháng 9 đã xác định được 1.223 người mua sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Lối Sống Mới. Ban mới liên hệ được 1.101 người, còn 122 người chưa thể liên hệ được do nhiều nguyên nhân. Bà Lan cũng cho biết, hiện nay về công tác thu hồi, một bộ phận người dân không hợp tác hoặc đã quên sản phẩm này, không nhớ đã cho tặng ai để liên hệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng kịp thời. Đồng thời, nhiều người dân cũng cho biết, sau khi nghe thông tin pate Minh Chay có độc tố đã vứt bỏ đi khi đang nguyên đai, nguyên kiện. Tuy nhiên, bà khuyến cáo người dân đã mua sản phẩm trên thì dừng ăn và bỏ riêng một chỗ, chờ cơ quan chức năng đến để thu hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, từ giữa tháng 7, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và cho đến nay đã vượt qua giá gạo cùng chủng loại của nhiều nước, vượt Thái Lan để vươn lên dẫn đầu thế giới. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nhận định gạo Việt Nam đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng gạo Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh đó, lợi thế về việc có sẵn nguồn cung và khả năng giao hàng nhanh giữa bối cảnh COVID-19 cũng giúp cho gạo Việt Nam được các nhà nhập khẩu ưu tiên. Giá gạo tăng là điều đáng mừng, song vẫn còn đó những nỗi lo. Bởi thực tế, sản xuất lúa gạo trong nước vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt là trong khâu tổ chức sản xuất. Các chuỗi liên kết còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả, đòi hỏi phải có sự đổi mới, đột phá về tư duy. Chỉ khi nào liên kết giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông thực sự chặt chẽ, trong đó đặc biệt là doanh nghiệp và nông dân trở nên gắn kết thì mới giúp giảm rủi ro, giúp người trồng lúa sản xuất an toàn, hiệu quả và bền vững. Đã 4 năm nay, gia đình ông Trần Văn Diện ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang gieo trồng giống lúa Japonica, Nhật và hiệu quả thu hoạch tăng lên thấy rõ, đặc biệt là năng suất và giá trị gạo. Đây được xem là giống lúa có sức sống tốt, ít sâu bệnh, lại được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, góp phần đem lại lợi nhuận ổn định từ 35 đến 40 triệu đồng trên mỗi hecta. Hồi lúc trước mà mặn không có bao tiêu là cũng có bị những một số thương lái ép giá, là nguyên nhân cũng như trên đồng, nếu mà lúa mà nhiều quá mà không có người mua. Còn từ ngày mà có bên công ty bao tiêu thì mình nói giá cả nó ổn định hơn.
Nhiều năm nay ở các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long luôn hướng đến việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị lúa gạo bền vững. Tuy nhiên, hiệu quả thu được vẫn chưa được như mong muốn. Tỷ lệ diện tích liên kết còn thấp. Con số này chỉ dừng lại ở 35% với các địa phương có sản lượng lúa gạo lớn như Kiên Giang, An Giang. Trong đó, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuỗi giá trị này dễ bị phá vỡ. Thị trường thì nó có giá cả. Mà giá cả thị trường thì hiện nay đó, thì lúc là lên rất là cao, lúc là xuống rất là thấp. Thì là có một số nơi thì là bà con nông dân và các cái tổ hợp tác hợp tác xã cũng như doanh nghiệp chưa có thống nhất về cái giá cả, cho nên nó là nó kéo theo cái tiến độ thu hoạch nó cũng chậm, rồi bà con nông dân chúng ta cũng hơi mất lòng tin. Theo các chuyên gia, trước hết để chuỗi liên kết này vận hành trơn tru thì sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp phải là yếu tố hàng đầu. Do đó, ở hoàn cảnh nào, doanh nghiệp cũng phải là người thực hiện cam kết trách nhiệm một cách cao nhất, thu mua hết lúa cho nông dân. Ngoài ra, cần phải thay đổi cách thức vận hành mô hình liên kết, thay vì thu mua rồi mới xuất khẩu, thì doanh nghiệp phải có đơn hàng xuất khẩu rồi mới đặt hàng nông dân. Đối với người nông dân, cái đầu ra cực kỳ quan trọng. Thứ hai là sự cam kết về mặt duy trì cái lực mua trên thị trường. Thì ở tập đoàn mình là đã xây dựng được cái uy tín trong thị trường bao tiêu, là một khi đã đặt hàng cho các cái tổ hợp sản xuất của nông dân thì người ta sản xuất ra là tập đoàn phải mua vào và mua đúng giá hợp đồng. Cái liên kết chuỗi này thì hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp chính là cái mắt xích mà họ có thể tìm được cái nguồn xuất khẩu, tìm được cái bạn hàng, sau đó họ sẽ quay lại họ tổ chức. Thì lúc ấy khi mà họ tổ chức ấy thì đề nghị các cấp, các ngành về chuyên môn hay là về chính quyền nên hỗ trợ họ, giúp họ nữa thì chúng ta mới tổ chức liên kết được. Chứ nếu không để cho dân ấy thì chúng ta rất khó khăn. Mô hình liên kết sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường được xem là phù hợp với định hướng gia tăng giá trị, chất lượng lúa gạo hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là chiến lược dài hơi mà cũng là con đường tất yếu để đem lại giá trị, thương hiệu cho ngành lúa gạo và hiệu quả cho người nông dân.